chào bạn Băng Châu nha. Con chào các bạn đi. À các bạn ơi, hôm nay bạn Châu đây. Bạn Châu có bộ đồ chơi gì vậy ta? À các bạn ơi, hôm nay bạn Châu có bộ đồ chơi búp bê nha, và một cái giường rất là xinh. Thì mà một bộ này là bộ gì vậy bạn Châu? À đúng rồi, một bộ tô màu Hello Kitty và đây tập tô màu hình công chúa nha. Rồi bây giờ bạn Châu sẽ mở cái bộ đồ chơi búp bê có cái giường nằm màu hồng này rất là đẹp này cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ bạn Châu sẽ mở bộ đồ chơi này cho các bạn xem nha. Đây, một bộ đồ chơi búp bê rất là dễ thương màu hồng. Rồi đây này các bạn ơi, nguyên bộ đồ chơi búp bê màu hồng. Quá nặng quá hả? Rồi lớn mạnh rồi. Ở bên trong này các bạn ơi, cái này cái gì vậy? À đây là một cái giường các bạn. Các bạn hồi mình để mình ráp nha. Còn đây là cái giường của bạn búp bê nè. Rồi giờ mình mở ra luôn nha. Rồi mở ra thôi bạn Minh Châu ơi. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là một cái giường nha. À dính cái gì rồi? Wow, đây nè các bạn ơi, đây một cái giường của bạn búp bê nè. Cái này là gì vậy bạn Minh Châu? À đây là tấm ra nha, ra với cái mền của bạn búp bê á. À, bạn Minh Châu ơi, mình xếp cái giường ra. Rồi mình xếp cái giường ra nha. Đây một cái giường. Đó, mình xếp thẳng ra như vậy mình mới trải hành niệm ra được các bạn. Trải tấm ra ra được. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ mình bỏ cái gối vô nha. Rồi mình xong cái giường rồi. Đây cái giường của bạn búp bê nè. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ bạn búp bê ra nha. À một cái bóp búp bê màu tím rất là dễ thương. Cái vỏ sách á. À thêm cái này gì vậy bạn Minh Châu? Thêm một cái váy nè các bạn, cái váy màu hồng, màu đỏ nha. Rồi bây giờ mình mở bạn búp bê ra luôn. Màu đỏ. À cái đó là cái gì vậy bạn Minh Châu? Đôi giày của búp bê. À đúng rồi, một đôi giày búp bê. Cái này giày bót nha các bạn, giày bót cổ cao á, màu tím. Cái đôi bót nè. Rồi mình mang giày cho bạn búp bê đi. Đâu? À búp bê có nhộm tóc nữa hả? Các bạn ơi, búp bê nhộm tóc màu hồng nha. Mặc váy màu hồng phải nhộm tóc màu hồng. Đúng rồi. Rồi bây giờ bạn Văn Châu đeo giày cho bạn búp bê rồi các bạn ơi. Rồi đây nè các bạn ơi, đây một bạn búp bê, mình cho búp bê thích cái vỏ sách nha. Còn đây là còn lại cái váy của bạn búp bê nè. Rồi bây giờ mình dẹp bạn búp bê qua một bên, mình sẽ ráp cái giường cho bạn búp bê, một chút bạn búp bê vô ngủ nè các bạn. Còn búp bê còn đi làm nữa. Đây các bạn ơi, giờ mình ráp cái giường cho bạn búp bê nha. Rồi mình ráp xuống. Rồi xong rồi, một bên xong rồi nha. Đây để mình lấy cái mền ra đi. Rồi mình ráp cái khúc dưới. Cái này là đầu giường nè, còn cái này là cuối giường nha. Đây nè các bạn ơi, đây mình ráp xong cái giường của bạn búp bê rồi nha. Đây cho bạn búp bê vô ngồi trong đây luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tô màu búp bê nha. Màu đó con. Đây giường của bạn búp bê. Đẹp không bạn Minh Châu? Đẹp. Đẹp không? Đây giường của bạn búp bê đây nè các bạn ơi. Dễ thương ghê chưa? Rồi cho bạn búp bê vô, bạn búp bê nằm ngủ luôn. Chân bạn búp bê dài quá. Chân dài thế. Rồi cho bạn búp bê nằm ngủ nha. Rồi đặt cái sách ở đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tô màu nha các bạn. Đây mình sẽ tô màu công chúa. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là quyển sách tô màu công chúa nha. Bây giờ bạn Minh Châu sẽ tô màu cái bạn công chúa này. Rồi bây giờ con tô màu nha. Dạ. Rất luôn.
đây là hộp màu nè các bạn. Hộp màu Hello Kitty nè. Có bao nhiêu màu ta? Có quá trời màu luôn. Cái này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 màu nha. Rồi bây giờ bạn Mai Châu sẽ chọn màu và tô nha. Cái váy mình tô màu xanh hả? Rồi bây giờ mình tô cái váy trước nha. Còn cái hoa hồng là màu đỏ. Rồi đây, mình sẽ tô hoa hồng màu đỏ các bạn ơi. Đây là cái hộp tô màu rất là hay nha. Nè, hộp tô màu này mình gỡ ra. Mình có ý quên. Đây, hộp tô màu này mình hay lắm. Mình dặn ở đây nè các bạn. Đó, mình dặn lên, mình tô. Nó ít bị gãy lắm. Mình dặn nhỏ nhỏ là nha. Đó, mình tô nhiêu thì mình dặn ra nhiêu. Mình không tô thì mình dặn vô. Cho cái màu nó không bị gãy nha. Rồi, bắt đầu mình tô thôi. Rồi, tô bông hồng. Thank you.
nãy giờ luôn. Ê, các bạn ơi, vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn đi. Hẹn các bạn video lần sau.